vì một lý do nào đó mà ngay từ khi còn nhỏ nam chính sô so đã phải đến ở tại nhà cô bạn học kari thanh niên vẫn nghĩ chuyện này chẳng có gì to tát nhưng mấy thằng bạn lại vô cùng ghen tị khi mà sô so có thể sớm tối ở cùng gái sinh chưa làm bài nên sô so phải ra giá một chiếc bánh dâu tây để đổi lấy vở của kari về chép đứng bên cạnh đứa bạn thấy như đang xem phim thần tượng biết thừa lý do kari cho mượn vở hoàn toàn chẳng liên quan gì đến bánh với bèo giờ ăn trưa một người bạn trong câu lạc bộ thiên văn là kenny vội vàng gọi sô so và kari đi giúp hội trưởng chỉ là khi cả ba chạy đến thì mọi việc đã xong. Hội trưởng Ari chỉ là muốn can ngăn ẩu đả, vậy mà đánh cả hai phe phun hết cơm ra ngoài, còn đàn chị Nagisa tuy đã có mặt từ sớm, nhưng lại chỉ đứng nhìn cho vui. Đúng lúc này hội học sinh bất ngờ xuất hiện, nhờ hội thiên văn hỗ trợ cho lễ hội trường, xô so thấy không thơm nên ngay lập tức từ chối, nhưng ngờ đâu Ari lại vui vẻ nhận lời. Cầm trên tay chiếc hộp đen bí ẩn, Nagisa hỏi cả bọn định làm gì trong lễ hội trường, Kenny nghe vậy liền ước, vị hôn thê Jennifer của cậu ta có thể cùng tham gia trong khi Sô so có vẻ chẳng hề quan tâm. Tuy nhiên khi Kauri đề nghị làm một mô hình đài thiên văn, cậu ta ngay lập tức trở nên hào hứng, mọi người đều biết Kauri làm vậy là vì Sô. So. Nhưng thanh niên lại nhấn mạnh hai người chỉ là bạn thổ nhỏ, khiến Kauri hơi chạy lòng đứng lên về trước. Ari thấy vậy liền thúc giục Sô so đuổi theo, nhưng sau đó trên mặt lại lộ vẻ khó xử. Do đã nhận lời với hội học sinh, ngày hôm sau hội thiên văn phải đi giải quyết một tranh chấp về xuất diễn trong lễ hội sắp tới của trường. Cũng vì vậy mà Kari bị một thằng trong hội judo Sô ngã. Tuy rằng đám này sau đó đã bị Iri và Kenny nghiền nát, nhưng cú đẩy đã làm cho Kaori bị trẹo chân. Mặt khác Iri và Kenny bị gọi lên văn phòng vì đánh nhau, nhưng nhìn mặt hai đứa này chẳng hề có một chút hối lỗi. Thầy giáo đang trách phạt thì Nagisa tiến vào, không biết phú bà nói gì mà mặt ông thầy tươi như hoa, rồi nói sẽ tha thứ cho Iri và Kenny lần này. Ngày kế tiếp cả bọn có hẹn ngắm sao, Kaori vẫn còn giận dỗi nên bảo sẽ không đến, nhưng Sô so lại nói muốn được ngắm sao cùng cô, vậy nên tối đó Kaori vẫn có mặt sau đó mọi người còn cố tình rủ nhau đi mua nước để tạo không gian riêng tư cho hai người nagisa biết airi cũng dành tình cảm cho sô so, nên đã cho cô ấy một chiếc kẹo ngọt để an ủi ở bên này kari xin lỗi vì đã hờn rỗi như con nít trong khi sô so cũng xin lỗi vì vẫn chưa hiểu được cô bạn dù là vậy nhưng cũng đủ khiến cho kari vui lên tuy nhiên khi airi tò mò hỏi sô so chuyện tối qua kari dường như hiểu nhầm hai người có gì đó vì vậy trước khi đi mua trà đã quyết định tỏ tình khiến cho sô so đứng hình chẳng thể nói thành câu Thấy vậy Carry bảo sẽ cho thanh niên thời gian suy nghĩ, nhưng nhất định phải cho cô ấy một câu trả lời. Trên đường về chiếc móc khóa hình gấu đột nhiên rơi ra, Carry cúi xuống nhặt nhưng chân đau nên bị ngã. Không may đúng lúc đó có một chiếc xe buýt mất phanh lao tới, khiến cho cô nàng không thể đợi được đáp án từ Sô. Quay ngược thời gian trở lại 14 ngày trước, thời điểm mà cả bọn bàn nhau sẽ làm mô hình Đài Thiên Văn, không hiểu sao văn phòng lại đột nhiên rung lắc dữ dội, sau đó Sô đi lên tầng kiểm tra thì phát hiện một cô gái không mặc đồ đang nằm trên đất, điều lạ là dù vừa mới gặp lần đầu. Cô gái lại biết và gọi tên thật của Sô, so, khiến cậu ta và Kaori đều cảm thấy bất ngờ. Cùng thời điểm, chiếc hộp đen của Nagisa cũng bất ngờ sáng lên. Ngoài cái tên Furukawa Rui, cô gái tóc trắng chẳng còn nhớ được gì khác, nên Sô so định giao cô ấy cho cảnh sát xử lý. Nhưng Nagisa sau khi nhìn vào hộp đen trong tay, lại nói muốn đưa Rui về nhà ở tạm. Tối đó sau khi biết hôm nay là ngày 1 tháng 10, Rui nhớ ra cô ấy phải làm gì đó ở học viện. Vì vậy Nagisa đã bảo quản gia đi lo liệu, sắp xếp cho Rui một thân phận học sinh chuyển trường ngày hôm sau mọi người đều tất bật chuẩn bị cho lễ hội câu lạc bộ thiên văn cũng bắt tay vào việc làm mô hình tuy không hiểu gì nhưng duy cũng muốn giúp vậy là ari tuyên bố hội tạm thời có thêm một thành viên tiếp đó trong quá trình làm việc dường như duy đặc biệt thân cận với ari và so trong khi vẫn giữ khoảng cách với ba người còn lại ngày hôm sau so vô tình bắt gặp duy trên sân thượng rồi biết cô nàng có chuyện bắt buộc phải làm ở đây nhưng lại không thể nhớ ra đó là việc gì nghe vậy so khuyên duy nên thả lòng một chút sau đó thanh niên tự nhiên đỏ mặt khi chợt nhớ đến cảnh tượng lần đầu hai người gặp nhau. Một lúc sau ở trong giờ học, Duy nhớ thêm được chuyện cần làm có liên quan đến Kaori, vì vậy sau đó đã bám chặt lấy cô ấy. Ngoài ra cả bọn quyết định sẽ phục vụ trà trong lễ hội trường, làm xô suy sụp vì phần thiên văn chỉ còn là thứ yếu. Chiều muộn hôm đó, một nữ sinh nhìn thấy ma tại hành lang chứa đồ, khiến cho cả trường bùng nổ tin đồn vào hôm sau. Thêm vào gần đây còn có một số người, đột nhiên lan ra bất tỉnh ở khu vực gần trường, không rõ hai chuyện này có liên quan gì với nhau không một lúc sau chủ tịch hội học sinh lại tìm đến nhờ cả bọn điều tra về tin đồn ma ám để bảo vệ thanh danh của trường sô so vốn muốn nhắc đây là hội thiên văn chứ không phải ban kỷ luật thì mấy đứa còn lại đã nhận lời luôn rồi tiếp đó cả bọn rút thăm chia cặp điều tra trên đường carry có hỏi về việc duy gọi tên sô so ngay lần đầu gặp và sô so cũng thành thật trả lời là không biết Ari thì cùng duy đi đến chỗ con ma xuất hiện hôm qua rồi thoáng thấy được một bóng trắng lờ mờ còn nagisa và kenny đi phỏng vấn các nhân chứng rồi biết được đặc điểm nhận dạng của con ma là mặc đồng phục trường và có mái tóc rất dài. Tạm gác chuyện này qua một bên, cả bọn chuyển sang lựa chọn trang phục hầu gái, dù bộ đồ gợi cảm do Nagisa thiết kế rất hút mắt, nhưng có lẽ bộ kín đáo của Kaori phù hợp hơn, đặc biệt là với những thành phần phẳng lì như Airi. Một lúc sau khi đang trên đường về, Rui phát hiện quên mũ nên phải quay lại lấy, Nagisa thấy không yên tâm nên đã đi theo. Tại văn phòng Rui vô tình chạm vào chiếc hộp đen, làm cho nó ngay lập tức có phản ứng, sau đó Rui nói với Nagisa, cô đã nhớ ra lý do mình có mặt ở đây, đồng thời trong đầu hiện lên một đoạn hình ảnh về một người đàn ông bên trong một phòng nghiên cứu. Dù đã khôi phục trí nhớ, nhưng Rui nhờ Nagisa tạm giữ bí mật chuyện này, ở bên ngoài cả đám vẫn đang đứng đợi, xô so lại lấy vụ con ma ra trêu chọc, khiến Kari sợ xanh mắt mèo. Tỉnh dậy sau khi mơ về lần đầu gặp xô, so, Ari phát hiện sắp muộn học nên vội vã đến trường, sau đó trong giờ học cô tình cờ thấy Rui dưới sân tập, liền nhớ về thời điểm lần đầu nói chuyện với Kari. Hồi nhỏ chẳng có điều gì là khó với Irie, chuyện gì cũng chỉ làm lần đầu là đã đạt kết quả tốt, thường được khen ngợi khiến cô càng cố chứng minh bản thân, nhưng không hiểu sao khi lên cấp 2. Ari lại bất chợt có cảm giác tội lỗi, từ đó cô tự hứa sẽ không cố hết sức nữa để có thể dễ dàng hòa đồng hơn và cho rằng nhờ vậy mà Kaori mới dám đến bắt chuyện. Tiết thể dục hôm đó hai người ở chung một đội, đám bạn xung quanh đều nói họ chắc chắn sẽ thua bởi vì Kaori luôn là cục tạ từ trước đến giờ. Quả thật khi chạy thì Kaori đã bị bỏ xa, nhưng vừa nhận gậy Ari đã bứt tốc khiến cho đám đông phải kinh ngạc đã lâu rồi cô mới cố hết sức để giành chiến thắng. Sau đó cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Kaori, Ari đã có thể bỏ qua những lời ác ý bên ngoài và sống một cách thoải mái giống như hiện tại. Trưa hôm đó hội thiên văn phải đi giải quyết tranh chấp giữa hội judo và hội karate, Như lần này ngay khi tên to xác nhắm vào Kaori, Rui đã ngay lập tức kéo cô ấy chạy ra ngoài, dẫn đến người phải chịu đòn là Sô. So. Tuy rất đau nhưng thanh niên vẫn cố tỏ ra là ổn, tránh để cho Kaori phải ái náy vì chuyện này. Sau đó Ari chợt nhắc về lần đầu hai người gặp gỡ. Xu so nói mấy lời kỳ lạ nên đã bị đá vào lưng. Thanh niên ngẫm lại thì thấy đến giờ hai đứa vẫn chẳng thay đổi gì, nhưng Ari thì lại không nghĩ vậy. Mặt khác Nagisa và Kenny hỏi người quản lý thư viện thì biết được vào thời điểm này trong ngày ông ấy thường nhìn thấy một bóng trắng trên sân thượng, trong khi đó Kari lại đang thấy nó hiện diện ở căng tin. Nghe tiếng hét cả nhóm vội chạy đến xem, sau đó Ari chợt phát hiện có kẻ quay lén, cô ngay lập tức nhận ra ba thằng của hội làm phim. Sau khi bắt về chúng khai nhận đang đặt máy chiếu ở căng tin nhằm dọa ma mọi người rồi quay lại phản ứng. Để có tác phẩm trình chiếu trong lễ hội trường. Nghe vậy cả đám đều nghĩ vụ ma ám đã được giải quyết, nhưng thực tế ba tên này chẳng biết gì về bóng trắng trên sân thượng hay việc nữ sinh gặp ma ở kho chứa đồ. Để thay cho lời xin lỗi, câu lạc bộ làm phim đã tặng cho hội Thiên Văn một chiếc máy ảnh cũ, Nagisa sau đó đã đưa nó cho Sô. Vậy là sau khi ăn cơm tối một cách vội vàng, thanh niên liền lao về phòng bắt đầu nghiên cứu. Ngày hôm sau, Sô Hào hứng mang máy ảnh đến trường, đặc biệt dành cho Kauri vinh dự làm chuột bạch đầu tiên sau đó đi loanh quanh trong trường gặp gì chụp đó. Nagisa thấy máy này hơi bất tiện khi không xem được ảnh luôn, nhưng Sô so bảo rằng với cậu như vậy là đủ, hơn nữa nó còn mang lại cảm giác hồi hộp trước khi rửa ảnh. Lên sân thượng Sô so lại tình cờ gặp Rui, cậu dơ máy định chụp nhưng cô ấy có vẻ không thích, sau đó mọi người cũng có mặt để cùng ăn trưa. Thời tiết dễ chịu làm ai nấy đều muốn đi dã ngoại, vậy là sau một hồi đấu tranh, cả nhóm quyết định bùng học tập thể mấy tiết buổi chiều. Nhìn chiếc xe buýt đang đi tới, Rui đột nhiên kéo tay áo của Kari, sau khi lên xe kenny cứ bô bô về vị hôn thê jennifer khiến cả nhóm bị lỡ chạm rừng vậy là sô so đề nghị ngồi luôn đến trạm cuối rồi carry nhận ra hồi nhỏ đã từng cùng sô so đến đây nhưng dường như thanh niên đã không còn nhớ theo lời carry thì từ khi sô so chuyển về sống chung cứ cuối tuần là mẹ cô sẽ đưa hai đứa ra đây chơi đùa có một lần carry bất cẩn làm rơi gấu bông sô so đã cố hết sức để giúp đỡ cô kết quả là cả hai đứa cùng ngã xuống suối còn con gấu bông thì bị trôi mất tiêu một lúc sau khi Ari và kenny đi mua nước Kari nhìn thấy rắn nên hoảng sợ ngã trẹo tay, Rui thấy vậy liền cuống lên đòi đi kiếm đồ sơ cứu, biểu hiện này cộng thêm chuyện câu lạc bộ judo hôm qua, khiến Nagisa cảm thấy Rui đang lo lắng thái quá cho Kari, nên nói rằng nếu có chuyện thì cô ấy sẽ hết lòng giúp đỡ, nhưng Rui lại bảo không thể tiết lộ bất cứ điều gì. Vừa rồi bị ngã một chiếc giày của Kari đã rơi xuống suối, Sô so biết chuyện liền mắng cô nàng hậu đậu, nhưng vẫn bảo sẽ giúp Kari giống như ngày xưa, thì ra thanh niên vẫn nhớ chuyện hồi nhỏ, chứ không phải đã quên giống như Kari vẫn nghĩ. Lần đó dù không thể tìm được con gấu, Kari vẫn rất vui khi được xô cõng về, còn ước thời gian có thể quay lại để có thể cảm nhận sự ấm áp đó một lần nữa. Tìm thêm một lúc cuối cùng cũng thấy được chiếc giày, nhưng xô lại không thể với tay tới nó. Kari đang định giúp thì những người khác chạy đến. Rui ngay lập tức giật lấy cành cây xin làm thay, nhưng suýt chút nữa thì bị rơi xuống. May mà xô nhanh tay kịp ôm lấy cô bạn, rốt cuộc hai người cũng thành công lấy được chiếc giày lên. Trước khi về cả nhóm có chụp chung làm kỷ niệm, dường như nó cũng chính là tấm cuối của cuộn phim. Carry tuy có suy nghĩ về hành động của Rui trước đó, nhưng vẫn tin cô ấy là một người bạn tốt. Trốn học tập thể nên hôm sau cả hội bị mắng rát tai, vào trong lớp xô lại phải nghe mớ lý thuyết khó hiểu của vật lý lượng tử cùng với giả thuyết đa vũ trụ, tin vào việc luôn tồn tại vô số các thế giới song song. Ở trong lớp Rui chơi khá thân với một nữ sinh tên Karin, nhưng đến giờ mới biết cô ấy là một idol nổi tiếng, nhưng Karin lại bảo việc Rui là thành viên của hội Thiên Văn mới là tuyệt, bởi ở trường này cái hội đó mới là nổi tiếng nhất. Tiếp đó Karin mời Rui đến xem buổi diễn của cô ấy trong lễ hội trường, nhưng khi đọc được sự kiện diễn ra vào ngày 19, Rui liền buồn bã nói rằng chắc cô không thể tham gia. Giờ tan học, Airi vô tình bị đẩy ngã vào người phó hội trưởng hội học sinh, khiến cho mấy chiếc laptop dùng trong lễ hội vỡ tan tành. Airi đang không biết xử lý sao thì Nagisa xuất hiện, tuyên bố hội Thiên văn sẽ đảm nhiệm việc tìm máy tính mới. Mặc dù hội tiên học định bán mực viên trên tại lễ hội trường, nhưng Nagisa đến mượn máy tính vẫn bị từ chối, bởi hội tiên học đang nghiên cứu một dự án về trí tuệ nhân tạo. Để thỏa mãn ước mơ của hội trưởng bọn họ là cùng lúc được hàng trăm trai đẹp vây quanh. Giám chắc dự án này vẫn chưa hoàn thiện, Nagisa đánh cuộc mấy anh trai AI sẽ cho cô mượn máy tính. Hội tin học không tin nên đã đồng ý cá cược. Không ngờ sau đó Nagisa lại vận dụng nghịch lý kẻ nói dối, thành công lừa được AI chấp nhận yêu cầu của cô. Nhân tiện đang ở riêng với Rui tại văn phòng, Kari liền hỏi vì sao ngay lần đầu gặp cô ấy đã biết tên thật của So, khiến Rui chỉ có thể viện cớ mất trí để làng tránh. Sau đó Carry lại hỏi Rui nghĩ sao về Xô, không ngờ cô nàng lại bảo thấy thanh niên giống như một người bố, làm Carry không nhịn được mà bật cười. Mặt khác, Carry cũng nhận ra Rui đặc biệt quan tâm đến cô và cho rằng bản thân luôn khiến cho bạn bè phải lo lắng. Tuy vậy Kari vẫn cảm thấy rất vui khi Rui nhập hội, bởi vì cô có cảm giác như mới có thêm một người em gái. Tối đó mẹ Carry bận việc không thể về nhà, nên gọi điện dặn con gái tận hưởng không gian riêng tư. Ăn xong Xô vừa về phòng thì đã nghe tiếng gõ cửa, sau đó Carry ôm gối đỏ mặt tiến vào làm thanh niên đơ như cây cờ. Thực ra Kaori chỉ muốn khoe chiều nay đã thân thiết hơn với Rui, đồng thời muốn biết Sô nghĩ thế nào về cô ấy, tuy nhiên đến cuối cùng vẫn không dám hỏi cậu ta. Cùng thời điểm, Nagisa cũng đang thuyết phục Rui kể ra mọi chuyện, nhưng Rui lẩm bẩm cô ấy đã từng làm thế, và điều đó chỉ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Sau lễ hội các học sinh sẽ phải trả lời câu hỏi về hướng nghiệp, Iri muốn sau này sẽ trở thành luật sư hoặc nhà nghiên cứu. Kenny thì muốn về nước cưới Jennifer, nói chung ít nhiều ai cũng đều có dự định cho tương lai, chỉ có Sô so là vẫn không biết bản thân muốn gì. Trước khi cả bọn giải tán, Airi đã đưa cho Rui một chiếc huy hiệu, đại diện cho thành viên chính thức của hội thiên văn. Sau đó Nagisa cùng Sô so đi lấy mấy tấm ảnh chụp hôm giã ngoại, trong khi điện thoại của cô nàng đang không ngừng gieo chuông. Thực ra hôm nay vị hôn phu của Nagisa đến nhà chơi để xúc tiến việc hợp tác giữa hai tập đoàn, dù đã được bố dặn phải về sớm, nhưng Nagisa vẫn cố tình trốn ở đây. Không ngờ sau đó lại gặp vị hôn phu Hikaru của cô trên đường. Thấy vậy Nagisa ngay lập tức giới thiệu Sô so là bạn trai, rồi cả ba lên xe đi chơi, trong khi Sô so vẫn còn chưa kịp hiểu cái méo gì. Sau khi bị bón hành trong hai lượt bowling, Sô so hỏi Nagisa quen Hikaru như thế nào. Nagisa nói rằng hai tập đoàn muốn liên kết để vươn ra toàn cầu, nên hai người họ được sắp xếp kết hôn với nhau. Những gì Nagisa biết về Hikaru là vô cùng ít, nhưng cô hiểu rõ việc tương lai của mình đã được định sẵn, nên cũng chẳng có ý định phản đối chuyện này. Trong lúc Nagisa đang chơi bắn súng, Hikaru cũng nói rằng anh ta và Nagisa đều là những con chim bị nhốt trong lồng không thể thoát khỏi sự sắp đặt của gia tộc tuy nhiên sô so lại không thể chấp nhận cách nói này nên đã kéo nagisa ra nói chuyện riêng nhắc đến hôn ước với hikaru nagisa bảo rằng đã quen với việc bị sắp đặt bởi từ nhỏ chẳng ai trong gia đình quan tâm đến suy nghĩ của cô nghe vậy sô so liền bảo cậu và mấy người trong hội hoàn toàn khác họ và dáng vẻ chịu thua của nagisa hiện giờ hoàn toàn khác với hình ảnh một đàn chị bản lĩnh mà cậu quen bon mùng nên tay sô so cũng hơi đi lung tung không ngờ lại được chứng kiến một dáng vẻ dễ thương hiếm gặp quay về nhà Nagisa vui vẻ nói với Rui, có lẽ tương lai của cô vẫn chưa được định đoạt. Ngày hôm sau cả hội hẹn gặp ở nhà Kaori để đám con gái thử làm bánh chuẩn bị cho lễ hội. Còn Kenny thì giúp Sô làm mô hình đài thiên văn, Nagisa có việc nên không đến được, vì vậy Rui phải tự đi một mình. Trong chuyến dã ngoại Kaori có bị thương ở tay, cho đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn, dù vậy làm mấy việc nhẹ nhàng thì vẫn có thể, hơn nữa còn có sự giúp đỡ của Ari. Khoan đục một lúc Kenny chợt nằm vật ra, nói bản thân không hợp với mấy việc tỉ mỉ, sau đó cậu ta quay sang lục loại kho báu của xô đúng lúc này Carri gõ cửa, làm hai thanh niên hoảng hết cả hồn. tình cờ Rui cũng vừa đến nơi, nên cả bọn cùng vào nhà nếm thử mẻ bánh đầu. ăn xong mọi người đều hết lời khen ngợi Carri, trong khi Ari tội nghiệp lại chẳng có ai nhớ đến. tiếp đó Carri đề nghị thử làm bánh quy, Ari và Rui mới làm lần đầu nên hình dạng có hơi nát. được cái là hương vị bánh vẫn rất ngon. nhưng không biết từ lúc nào Rui đã lẻn vào phòng Carri, lấy đi con gấu bông móc trên cặp sách, rồi trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong lúc Ari đi đưa bánh quy cho Sô so và Kenny, Rui đột nhiên hỏi có phải Carry thích Sô so không, sau đó lại quay sang nhắc rằng trà ở câu lạc bộ sắp hết nên bọn họ cần phải mua thêm. Trùng hợp Sô so cũng cần mua một số dụng cụ, nên cả bọn liền kéo đoàn đến trung tâm thương mại. Tại đây Rui thêm một lần nữa nhấn mạnh với Carry chuyện mua trà, khiến Ari cảm thấy hơi kỳ lạ. Ở bên này sau khi chọn xong dụng cụ, Sô so đã mua một con gấu bông giống hệt của Carry, Rui mải xem TV nên không biết chuyện này. Do Kenny muốn được đảm nhiệm việc nếm bánh nên Duy chủ động nhận việc giúp Sô làm mô hình, nhân tiện cô cũng hỏi lý do Sô thích những vì sao, thì cậu ta bảo rằng bị chinh phục bởi vẻ đẹp của chúng. Sau đó Sô kéo màn để xem thành quả bước đầu, Duy ngay lập tức nhận ra những chòm sao mùa hè, bởi trước đây đã từng có người giảng giải cho cô biết về chúng, một người mà có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cô. Chỉ nghe được mấy từ cuối của câu nói, nên Carrie hiểu lầm Duy đang bày tỏ tình cảm với Sô. ở trong phòng Duy tiếp tục giúp làm mô hình cho đến khi ngủ gục, lơ mơ tỉnh dậy thì bất ngờ đòi Sô gọi cô bằng tên khiến cả hai đều đỏ mặt ngượng ngùng. Lúc này Nagisa cũng đã có mặt ở nhà Kauri, xô so mang mô hình lên trình diễn cho mọi người xem thử, còn bảo là nhờ có Kenny và Rui mới hoàn thành nó nhanh vậy. Ari ngay lập tức phát hiện ra xô so đã đổi cách xưng hô với Rui, còn Kari thì chỉ lặng yên không nói. Ngày hôm sau cũng chính là ngày 13 tháng 10, Kauri trước khi ra khỏi nhà đã phát hiện con gấu bị mất, sau đó trên đường Ari thấy Kauri đi học một mình, liền đoán chắc hẳn cô nàng và xô so đang giận nhau. Giờ ra chơi Rui tìm đến gặp Kari nói rằng tan học ngày mai có chuyện quan trọng muốn nhờ. Đặc biệt nhấn mạnh hai người nhất định phải gặp nhau, nói đến đây thì xô so tiến đến, thấy vậy Kari liền bỏ vào lớp luôn. Buổi tối cả nhóm có buổi hẹn cùng ngắm sao, nhưng Kari đang giận dỗi nên chắc sẽ không đến. Kenny đoán rằng xô so phải làm chuyện gì đó biến thái lắm, còn Rui thì bất ngờ to tiếng, yêu cầu thanh niên phải đi xin lỗi Kari ngay. Về nhà xô so vẫn bị Kari làng tránh, nhưng cậu vẫn mong buổi ngắm sao tối nay sẽ có đầy đủ mọi người. Lúc này Kari định lên tiếng nói điều gì đó, nhưng mẹ cô lại về nên là đành thôi một lúc sau trước khi cả hai đến điểm hẹn, mẹ Kari đã nhắn nhủ với con gái khi muốn gần gũi một người nào đó thì phải dùng lời nói nhiều hơn là hành động. Ngắm sao được một lúc, Airi rủ những người khác đi mua nước để tạo cơ hội nói chuyện riêng cho So và Kari. Nagisa biết Airi cũng thích So nên đã đưa cho cô em một chiếc kẹo ngọt để an ủi. Ở bên này, So đưa cho Kari con gấu nhỏ đã mua hôm qua để cô nàng có thể thay thế con đang móc ở cặp. Con cũ thực ra cũng là quà do So mua tặng ngay sau khi con gấu bông của Kari bị nước suối cuốn đi. Thực sự hạnh phúc khi nhận được món quà này, Kari lấy hết dũng khí nói ra lời tỏ tình với Sô, so, khẳng định tình cảm của cô không phải tình thân hay tình bạn thổ nhỏ, mà là sự rung động của tình cảm lứa đôi. Kari cũng bảo sẽ cho Sô so thời gian suy nghĩ trước khi đưa cho cô một câu trả lời rõ ràng. Lời tỏ tình tối qua làm cả hai đều thấy ngại ngùng, nên buổi trưa Sô so đã ăn một mình trên sân thượng, Rui thì không quên nhắc Kari về cuộc hẹn lúc tan học, nhưng thấy cô bạn có biểu hiện kỳ lạ, nên đã chạy đến tìm Sô so để hỏi, sau đó biết được vụ tỏ tình tối qua, cảnh hai người nói chuyện vô tình lại bị Kauri nhìn thấy, nên cuối giờ Kauri đã nhận lời đi chơi với bạn cùng lớp. Rui đến không thấy Kauri thì cực kỳ hoảng hốt, mượn điện thoại của Sô gọi cũng không ai nghe. Rui đến câu lạc bộ mới biết Kauri đã ra khỏi trường, liền đuổi theo mà không biết cô ấy đã đổi ý và quay lại lớp. Đang lo lắng đứng ở trạm chờ xe buýt, Rui thấy Kauri đi đến, đồng thời con gấu móc ở cặp đột nhiên rơi ra, Kauri định nhặt thì lại bị ngã. Đúng lúc này chiếc xe mất phanh lao tới, Vậy là dù Rui đã lấy đi con gấu và nhắc Curry phải mua trà, nhưng vẫn không ngăn được tai nạn xảy đến với Curry. Tuy rằng sau đó các bác sĩ đã giữ được mạng sống của cô ấy, nhưng họ nói rằng Curry hoàn toàn không có cơ hội tỉnh lại. Sau vụ tai nạn, Nagisa thông báo Rui đã chuyển trường, Airi thì quyết định sẽ thi vào một trường khoa học công nghệ, So vẫn luôn mong sẽ giúp cho Curry tỉnh dậy, nên sau đó đã thi vào một trường y. Tuy nhiên sau quãng thời gian học tập vất vả, cậu nhận ra trình độ của y học hiện nay hoàn toàn vô vọng trong việc giúp não của Curry hồi phục đang chán nản thì trong một cuộc nói chuyện với Ari, Sô so biết được cô ấy đang nghiên cứu về thiết bị lượng tử mà não người về mặt lý thuyết cũng có thể coi là một máy tính lượng tử đặc biệt, nên sau đó anh ta đã lao đầu vào lĩnh vực điều khiển học lượng tử, rồi phát hiện ra mẹ của Kari cũng đang nghiên cứu theo hướng này. Bỗng một ngày Kenny từ nước ngoài gửi về một phần báo cáo về đề tài du hành thời gian bằng cách kéo giãn sợi vũ trụ. Ari đang cảm thấy hoang đường thì nhận được tin nhắn từ Nagisa, thông báo cô ấy sẽ phá bỏ trường cấp 3 cũ của họ để xây dựng một trung tâm nghiên cứu khoa học mới. Lý do được đưa ra chỉ đơn giản là vì chiếc hộp đen mà trước đây Nagisa thường mang đến câu lạc bộ chỉ có phản ứng khi được đặt tại đây. Thắc mắc tại sao chỉ vì chiếc hộp đen mà phải làm đến mức này, Ari và So được đưa đến một trung tâm nghiên cứu, nơi mẹ của Kaori đang làm việc, sau đó lại tiến vào một căn phòng như phim viễn tưởng, nhưng không ngờ đối tượng nghiên cứu lại là Rui. Theo lời Nagisa thì ngay hôm Kaori gặp tai nạn, cô về nhà thì đã thấy Rui nằm bất động trên giường, hay nói đúng hơn là ngừng hoạt động, bởi vì Rui vốn không phải là con người mặc dù là một sản phẩm nhân tạo nhưng rui có cấu tạo vô cùng hoàn hảo đầy đủ cả cơ quan nội tiết mạch máu lẫn hệ thống thần kinh đặc biệt là cơ chế hoạt động của não bộ giống hệt con người còn chiếc hộp đen theo phỏng đoán có thể là trí thông minh nhân tạo có liên kết đặc biệt với cơ thể của rui với trình độ khoa học hiện nay việc tạo ra một thực thể như rui là hoàn toàn không thể nhưng hiện giờ đã có vật mẫu trước mặt mẹ kari tin rằng họ có thể sao chép tạo ra một cơ thể khác rồi truyền ý thức của kari sang giúp cô ấy tỉnh lại mẹ kari mong và ari có thể giúp đỡ nên cả hai đã nhanh chóng bỏ học để gia nhập dự án. Trong khi Iri làm bên trí tuệ nhân tạo, thì Sô so đảm nhiệm phần giải phẫu cơ thể vui sau vài năm nghiên cứu rốt cuộc cũng đã tạo ra được một cơ thể hoàn chỉnh, nhưng lại không thể chuyển được ý thức của Kauri sang, bởi dường như cơ thể mới kia đã tự sản sinh ra ý thức. Sau thất bại, mẹ Kari quyết định ra nước ngoài tiếp tục nghiên cứu, còn ba người trong câu lạc bộ tin học thì thấy tội nghiệp cho Iri, bởi đến giờ Sô so vẫn chưa nhận ra tình cảm của cô ấy. Vô tình đọc lại tài liệu du hành thời gian mà Kenny gửi, Sô so chợt nhớ đến chuyện Rui là sản phẩm của công nghệ tương lai. Sô so chuỗi thêm một vài dữ kiện khác, anh ta rốt cuộc cũng hiểu Rui được tạo ra với mục đích gì. Bước vào phòng Ari vô cùng ngạc nhiên khi thấy cơ thể nhân tạo của Kari đã được điều chỉnh thành hình dáng của Rui. Sô so nói rằng làm vậy mới có thể gửi thứ này về quá khứ để cứu Kari thoát khỏi vụ tai nạn năm xưa. Tạm cho rằng việc du hành thời gian là có thể, Ari phân tích rằng cho dù Rui thành công thay đổi quá khứ thì một thực tại song song mới cũng sẽ được tạo ra. Và Kari ở thực tại của bọn họ vẫn sẽ không tỉnh lại, Tuy nhiên Sô so tin rằng theo quy luật tự nhiên, sẽ có một thế lực vô hình được tạo ra để xóa bỏ những khác biệt nhỏ. Từ đó hợp nhất hai thực tại bị phân tách trở về nguyên dạng, đồng nghĩa Kauri ở thực tại của bọn họ cũng sẽ tỉnh lại. Khoảng thời gian sau đó, Sô so bắt đầu chỉ dạy cho Rui những điều cơ bản trong cuộc sống, thỉnh thoảng cũng nói cho cô ấy nghe về thiên văn. Ngoài ra Sô so phỏng đoán hộp đen hoạt động như một mốc đánh dấu, giúp Rui có thể quay về một thời điểm chuẩn xác trong quá khứ. Sau khi dặn dò Rui phải cứu Kauri, thoát khỏi tai nạn xảy ra vào ngày 14 tháng 10, Sô so nói lời xin lỗi rồi đưa Duy về quá khứ. Vậy là một lần nữa mọi chuyện trở lại ngày 1 tháng 10, thời điểm Duy gặp Xô so và Kari lần đầu tiên. Khác với lần xuất hiện trước đó, lần này ngay buổi tối đầu tiên ở nhờ tại nhà Nagisa, Duy đã chạm vào chiếc hộp đen và lấy lại được ký ức. Cô nhớ ra rằng bản thân từng nhiều lần cố cứu Kari, nhưng thảm kịch thì bằng một cách nào đó vẫn tiếp diễn, mang đến một cảm giác như là kết cục đã được sắp đặt sẵn. Duy cũng muốn nói hết với Xô so để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng cô biết mình không thể làm vậy. Thực ra con ma tóc dài mà hội Thiên Văn từng điều tra chỉ là những dư ảnh của Rui được do động lượng tử lưu lại, bởi cô đã sống nhiều lần trong cùng một khoảng thời gian. Gần đây tại khu vực xung quanh trường, càng lúc càng có nhiều người bất tỉnh một cách kỳ lạ. Rui biết rõ nguyên nhân là ở mình, khi mà để dẫn đến hiện tượng bất tỉnh này chỉ có 3 trường hợp. Đầu tiên là người chạm trực tiếp vào dư ảnh của cô, thứ hai là những người có bước sóng vô tình bị đồng hóa và thứ ba là những người biết được việc mà cô đang làm. Tệ hơn là số lần Rui trở về quá khứ càng nhiều thì số lượng dư ảnh cũng theo đó mà tăng lên dẫn đến những ảnh hưởng càng lúc càng nghiêm trọng. Lần này trong vụ tranh chấp với câu lạc bộ judo, Rui đã chủ động gánh chịu thay cho Kaori, bởi vì sau rất nhiều lần quay về quá khứ, Rui rút ra được rằng đây là cách duy nhất có thể ngăn chặn việc Kaori bị thương trước tai nạn. Ngẫm lại việc dư ảnh ngày càng nhiều lên, cũng như hội chứng bất tỉnh ngày càng nghiêm trọng, Rui biết sẽ đến lúc hai điều này ngăn cản khả năng quay về quá khứ của cô. Vì vậy Rui quyết tâm phải kết thúc mọi chuyện trong lần này, dù biết khi Kaori được cứu thì bản thân cô sẽ biến mất, nhưng Rui sẵn sàng đánh đổi vì nụ cười của Sô. So. Về đến trước cửa nhà, Kaori chợt hỏi có phải Sô so thích Rui không, làm thanh niên thực sự bối rối. Sau đó chính Sô so cũng không hiểu sao cậu ta lại trả lời là không biết, mà không thể khẳng định bản thân không hề thích Rui. Một lúc sau, Rui khá hốt hoảng khi biết Kaori nghỉ học, bởi chuyện này chưa từng xảy ra lần nào trước đây. Sô so cảm thấy khá khó hiểu trước thái độ bất thường của Rui, nhưng vẫn hứa sẽ giúp mang Kaori đến trường. Sau khi được Sô so gọi điện dỗ dành, Kaori đã quay lại trường vào ngày hôm sau, nhân tiện Duy đề nghị cả hội chụp một bức hình kỷ niệm sau đó lần lượt từng sự kiện quen thuộc diễn ra cho đến ngày 12 là ngày hẹn làm bánh Duy vẫn lấy đi con gấu móc trên cặp của Kauri, rồi cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện bất ngờ lúc này Kauri tâm sự đã thích xô so từ rất lâu nhưng lại có cảm giác cậu ta đang thích vui nghe vậy Duy liền khẳng định là không phải bởi nếu không cô đã chẳng có mặt ở nơi này chờ thấy vui bỏ chạy ra bên ngoài xô so liền đuổi theo cô ấy đến một công viên gần đó không ngờ lại bị Duy cầu xin hãy đáp lại tình cảm của Kauri. Nhưng Xô so nói rằng dành tình cảm cho ai là quyền của cậu và người đó cũng có thể là Duy. Nghe vậy Duy liền buột miệng nói cô sẽ sớm biến mất nên mong Xô so hãy nghĩ nhiều hơn đến Kari bởi vì nếu như không làm như vậy thì tương lai cậu sẽ không thể hạnh phúc. Một lúc sau Xô so thất thểu quay về, nói qua với mọi người về tình hình của Duy, sống cạnh nhau từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu Kari thấy Xô so lộ vẻ buồn bã đến thế. Tiếp đó trong lúc Duy đang đứng cùng Karin, Xô so tiến đến muốn hỏi cho rõ ràng nhưng Duy lại bảo không có gì để nói cả khiến thanh niên sau đó như mất hồn Ari phải nhắc mới nhớ tối nay cả nhóm có hẹn ngắm sao ăn xong xô so lên sân thượng tìm duy nhưng không thấy nagisa nhận xét hiếm khi thấy cậu lo lắng cho ai đó như vậy thì xô so bảo rằng có đôi lúc duy nhìn cậu ta như thể đang có điều gì đó muốn nói ánh mắt đó khiến xô so không thể phớt lờ thêm nữa cái cách cô ấy đột nhiên xuất hiện cũng rất bất thường mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt với những cô gái khác nghe mấy lời này nagasi tự hỏi có phải xô so luôn bị cuốn hút bởi những thứ bí ẩn không một mình ngồi bên bờ biển Duy nhận thấy dòng thời gian nào Kaori cũng tỏ tình với Sô, so, nhưng chưa một lần nhận được đáp án rõ ràng. Vì vậy Duy chợt nghĩ nếu như điều này thay đổi, có khi nào sẽ dẫn đến kết cuộc Kaori được cứu, đồng thời đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của cô. Đúng lúc này Sô so tìm đến để gọi Duy quay lại trường, nhưng cô nàng không muốn nên cả hai đã đi dạo một vài nơi. Được ở riêng với Sô so Duy cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi thôi. Buổi tối lẽ ra là cả hội cùng ngắm sao, nhưng bây giờ chỉ có hai người họ, khi thấy có sao băng lướt qua Rui liền ước, mong xô so sau này đừng có quên cô. Chợt lúc này Rui quay sang nhờ xô, so. tan học chiều mai nhất định phải đưa Kaori đến văn phòng, đồng thời khẳng định Kaori sẽ bày tỏ tình cảm với xô so, và Rui muốn khi đó xô so hãy trả lời thật thẳng thắn. Ngày hôm sau cũng chính là ngày Kaori gặp tai nạn, buổi sáng Rui đã gọi cô ấy ra nói chuyện riêng, rồi khẳng định không có tình cảm đặc biệt gì với xô. So. Nhưng Kaori có thể cảm nhận được Rui đang nói dối, đồng thời Kaori cũng chia sẻ rằng cô chuẩn bị tỏ tình vì không muốn tình trạng dây dưa này tiếp diễn. Chiều hôm đó khi được tỏ tình, Sô so đã trả lời Kari một cách thẳng thắn, ra bên ngoài mới biết Rui đã đi mua dụng cụ. Nhưng Ari hơi lo vì vừa rồi Rui biểu hiện rất kỳ lạ, thậm chí còn nói lời vĩnh biệt với cô. Tiếp đó khi Sô so vừa bắt kịp Rui, cũng là lúc chiếc xe buýt mất phanh lao về phía hai người, tiếng va chạm khủng khiếp đã làm Ari và carry phải chú ý, cũng may Sô so đã kịp ôm Rui tránh đi. Sau khi xác nhận cả hai đều ổn, Sô so bảo rằng cậu vừa từ chối carry bởi đã yêu Rui và gần đây chỉ toàn nghĩ về cô. Rui còn chưa kịp phản ứng thì phát hiện cơ thể mình đang dần biến mất, liền bật khóc ôm lấy Xô so rồi nói lời xin lỗi vì có lẽ cô đã lỡ cướp mất tương lai của cậu ta mất rồi. Một lúc sau hiện trường vụ tai nạn đã được phong tỏa, đám còn lại đến hóng chuyện không ngờ lại thấy Xô. So. Hơn nữa rõ ràng tất cả thành viên của hội đều ở đây, nhưng cả năm người vẫn có cảm giác còn thiếu một ai đó. Sau một đêm nghỉ ngơi, Xô so vẫn chưa thể nhớ ra một số chuyện trước tai nạn. Mặt khác tất cả những người mắc hội chứng bất tỉnh đều đã tỉnh lại, họ đều kể trước đó đã nhìn thấy thậm chí chạm vào ma chứ không phải bị trò đùa của hội làm phim dọa sợ buổi trưa khi lên sân thượng số bất giác bị thu hút bởi một chiếc ghế dài sau đó mọi người cũng có mặt đông đủ thời tiết dễ chịu làm ari muốn thử trốn học đi dã ngoại nhưng kenny lại có cảm giác họ đã từng làm thế trước đây ngoài ra trong tủ không hiểu sao có đến bốn bộ đồ hầu gái trong khi số lượng nữ trong nhóm chỉ là ba người chợt lúc này hội phó hội học sinh tiến vào để gửi trả một cái huy hiệu của hội thiên văn mà cảnh sát tìm được tại hiện trường vụ xe buýt thế nhưng năm người kiểm tra lại thì chẳng có ai bị mất tất cả chuyện từ sáng đến giờ đều rất kỳ lạ mang đến cho kenny cảm giác hội đã có thêm thành viên mới từ lâu nhưng bọn họ lại không thể nhớ ra đó là ai cả dù đã bị từ chối chiều qua nhưng kari lúc này lại cảm thấy nhẹ nhõm bởi vì rốt cuộc cũng nhận được đáp án cho câu hỏi nhiều năm qua tuy nhiên kari cũng nói nếu 10 năm sau xô vẫn chưa có bạn gái thì cô nàng sẽ lại một lần nữa tỏ tình ở bên này kari vẫn đang hôn mê xô cũng không dám chắc việc duy cứu được kari ở quá khứ liệu có ảnh hưởng đến thế giới của họ hay không trong khi Iri hỏi xô có phải chỉ đơn thuần coi Rui là công cụ. Ngày diễn ra lễ hội trường, quán trà của hội thiên văn thu hút rất nhiều khách ghé qua, thế nhưng khi nhìn khung cảnh lung linh đó, không hiểu sao trong vô thức nước mắt xô lại rơi. Chỉ mất hai tiếng quán trà đã hết hàng, còn Carrie thì bất ngờ được chọn làm hoa khôi lễ hội, cả bọn đang tán nhảm thì Karin tìm đến, ngập ngừng kể về một người bạn chuyển trường. Mà chính cô cũng không dám chắc có tồn tại thật hay không, chỉ có chút ấn tượng rằng người bạn đó từng nói, thật may mắn khi được tham gia hội thiên văn một lúc sau chỉ còn lại xô ở văn phòng tấm ảnh chụp chung của cả bọn đột nhiên rơi xuống đồng thời chiếc hộp đen bất ngờ sáng lên giúp xô nhớ lại một hình bóng mà cậu từng quên vậy là sau đó thanh niên đã đăng ký vào một ngành học có thể giúp cậu ta tạo ra vui một lần nữa mặt khác ở bên này Kari đã tỉnh lại dường như lý thuyết của xô đã đúng hai thế giới bị phân tách vẫn sẽ có ảnh hưởng qua lại và có lẽ ở dòng thời gian này xô và Kari sẽ thành đôi với nhau phần tóm tắt của bộ anime này kết thúc ở đây nếu thấy video hay đừng quên ấn thích đăng ký kênh và để lại bình luận phía bên dưới để ủng hộ mình cảm ơn anh em rất nhiều hẹn gặp lại trong các video tiếp theo tạm biệt